Rau củ chứa nhiều chất xơ, dinh dưỡng và nước thiết yếu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà vẫn tiêu thụ ít calo. Chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm khả năng ăn quá nhiều. Nhiều loại rau còn có chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu và kiểm soát cơn thèm ăn. 1. Dưa chuột, dưa leo. Rất mát và có khả năng giải độc cơ thể nhờ hàm lượng nước cao. Loại quả này giúp giảm cân vì chứa rất ít calo. Một chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu nước, như dưa chuột có thể giúp kiểm soát cân nặng. Bạn có thể thưởng thức dưa chuột trong các món salad hoặc như một món ăn nhẹ đơn giản. 2. Mướp đắng khổ qua. Tuy có vị đắng không phải ai cũng yêu thích, nhưng lợi ích trong việc giảm cân là không thể phủ nhận. Mướp đắng chứa các hợp chất giúp điều hòa insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Bạn có thể chế biến mướp đắng theo cách nấu ăn truyền thống hoặc ép nước để uống. 3. Cà rốt. Cà rốt không chỉ tốt cho thị lực mà còn có lợi cho việc giảm vòng eo nhờ hàm lượng calo thấp, nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Ăn cà rốt có thể tạo cảm giác no lâu và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Cà rốt sống có thể làm món ăn nhẹ giòn ngon, hoặc nấu cùng súp, hoặc ăn kèm salad. 4. Súp lơ. Là một loại rau ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Súp lơ chứa các hợp chất như indoles đã được chứng minh là giúp điều hòa hóc môn và giảm mỡ nội tạng. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, việc ăn nhiều rau họ cải như súp lơ có thể làm giảm mỡ nội tạng. 5. Bí đao Với hàm lượng calo thấp và nước cao là thực phẩm lý tưởng cho việc giảm cân. Chất xơ và nước trong bí đao giúp bạn no lâu, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày. 6 rau chân vịt. Rất giàu dinh dưỡng, là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ chế độ ăn kiêng, muốn giảm mỡ bụng. Loại rau này chứa ít calo và dầu chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no. Ngoài ra, hàm lượng magie trong rau chân vịt còn giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bạn có thể thêm rau chân vịt vào các món salad, sinh tố hoặc món nấu chính để tăng cường sức khỏe và giảm mỡ bụng. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.